Hồi đó cái như cái vỏ Hồng Minh Châu này là nhiêu tiền? Tầm phải 5-6 tỷ. Bây giờ bán nhiêu? Thật giờ cũng động cắt. Hồi đó 5-6 tỷ, bây giờ không động cắt hay cho tôi đi tôi xách về luôn. Đẩy bớt. Như cái cây là nhiêu tiền chứ? Cây này nè. Cây này nếu tôi bán ra thị trường bèo lắm phải 5 triệu. À cây này 5 triệu. Cây này. Cây nó tầm phải 4-500. À 4-500 ngàn. Ủa sao hai cây giống nhau mà cây nhỏ hơn là lại mắc? Nó đủ loại mặt bông. Nhưng mà trong này là cây nào mà mắc nhất? Nè bạch tiết nè. Hả? Bạch tiết nè. Này bạch tiết là nhiêu tiền? Bạch tiết bây giờ cũng rẻ, hồi xưa là này cũng phải tầm cái chục mười mấy tỏi. Ghê vậy? Là giờ đó nhiêu? Giờ triệu mấy hay triệu. Nhưng mà ở đây giờ cái nào mắc nhất đâu, để xem thử. Tôi để ngoài kia, không tước, tôi để ngoài kia, còn này kiều phi yến nè. Cái gì chứ? Kiều phi yến. Kiều phi yến. À, cây này nhiêu tiền? Chỗ này bây giờ 10 mấy triệu. À, 10 mấy triệu. Để vậy. Để chơi vậy đó. Đâu có hàng biết thôi vậy trong đây là cũng cả mấy trăm triệu rồi gì nữa. Đúng không? Chỗ này hồi xưa là còn nói là chỗ này là tầm khoảng là 5-6 tỷ. Chỗ này hồi đó là 5-6 tỷ hả? Ừ. Ghê vậy? Ở cây đó cây gì? Gọi là cây gì? Hồng Minh Châu. Hồng Minh Châu là cây này hả? Ừ. Ôi trời, hiểu dần ha. Bây giờ nhiêu tiền? Hồi đó 5-6 tỷ, giờ nhiêu? Giờ đâu có nhiêu tiền, mấy đồng bạc. Ồ vậy hả? Ừ. Sao hồi đó không bán, để riết bây giờ? Đó, kiểu ai chơi cũng nhốt lại hết á. À, nhốt lại bắt đầu có lỗi thời phải không? Ừ, chậu này thì đó có mấy đồng bạc. Chậu này hồi đó là mua mất ngủ không là 980 triệu. Này hả? Ừ, mua mắt không á. Cái mắt không 980 triệu. Ừ, giờ về nè. Hồng Đại Phát. Hồng Đại Phát là cây đó đó hả? Ừ. Trời trời. Đủ lắm á. Ừ. Ủa, Hổng Tước thì có mà tôi để ngoài kia. Hổng Tước là cây nào? Để ngoài nhà mẹ rồi. Hổng Tước nhiêu tiền? Tước mắc lắm. Tước hồi xưa mua lúa non rồi có nhiêu đây mà con khúc về nó ra như đây mua tỷ mấy. Ừ. Khổng Tước đó hả? Ừ. Dữ dằn ha. Ở đây không có cây Khổng Tước nào? Không. À, Hồng Minh Châu nữa, Lập Tiết rồi Gia Lai rồi. Ừ. Á Hậu. Á Hậu hả? Á Hậu là cây nào đó? Thôi. Cái này. À, Á Hậu là cây này á. Ừ. Á Hậu, như cây này giờ nhiêu tiền? Ồ, cây này giờ có 200 ngàn. Hồi đó? Hồi đó mua mấy trăm ngàn. Hồi đó mấy trăm ngàn, giờ 200 ngàn thì cũng được vậy. Hồi đó là mua mấy trăm triệu. À, mấy trăm triệu, giờ tưởng mấy trăm ngàn chứ. Ừ. Cái cây này là hồi đó mấy trăm triệu, giờ 200 ngàn. Ừ, cây này hồi đó cũng mấy trăm triệu mà giờ Nhật Hạ nè. Cái gì? Nhật Hạ. Nhật Hạ nè. À, hồi đó mấy trăm triệu. Ừ, giờ mấy đồng bạc. Giờ mấy đồng bạc. Ừ. Ừ, trời. Khúc này đó tôi mua 200 triệu. À, khúc đó hồi đó mua 200 triệu, giờ để khô như chay vậy? Chết luôn nè. À. Như ý. Như ý. Ừ. Hồi nó mua 200 triệu. 200 triệu này nè. Giờ để khô héo gì chơi á. Giờ chết rồi đó. Giờ chết rồi. Ừ. Ở vậy. Xây cái nhà con ong vô không lọt mà. Ai mà vô đây ăn trộm. Chơi rồi rào sắt. Rồi đây là lứ lan nữa. Con ong rùa nào vô lọt. Nó nói gì mà dài chứ à? Hồng Yên Thủy. À. Hồng Yên Thủy. Ừ. Nhiêu tiền cây này? Đó cây mua cây gì trăm mấy, bây giờ nó vậy nè. Cây gì trăm mấy chục triệu hả? Ờ, trăm mấy chục triệu. À. Bây giờ gầy dữ dằn ha. Vậy là tính ra là nhiêu đây là hồi đó là cũng đã mấy chục tỷ đâu ít đâu. Ừ, đó mà nếu mà điểm bây giờ nhiều lắm. Ừ. Mà hồi đó sao bà không bán mà bạn để nhiều chưa nhiều dữ à? Nào chơi cũng giữ lại biết là nó mất giá nghe nó sụp. Bây giờ này cũng trội lên từ từ. À, nhưng mà hồi đó nói chứ cũng có bán được chút đỉnh đúng không? Ừ. Chứ đâu phải ôm hết giữ hết. Mới bán hai vàng này sạch hết rồi đó. Hai bên này giữa này nó sạch rồi đó, chặt vườn hết rồi. À, hồi đó nhiều lắm. Chặt không có chỗ để. Ừ. Dưới này để chơi dưới này dài đó luôn. À vậy hả? Ừ.
hồi đó tôi thấy băng cũng nhiều lắm mà. Tôi bán cả ngàn chậu rồi tôi có thêm. À bán cũng cả ngàn chậu hả? À. Nói chung là cũng khu lại vốn ấy là không? À chứ không vốn. Mua mắt mà bán chậu như chậu về tôi bán hơn 20 ngàn, 30 ngàn làm gì? Lấy lại tiền chậu, tiền vỏ không. 20 ngàn, 30 ngàn là cái gì? HO nè. Là 20-30 ngàn gì? 20 ngàn đồng á. Trời trời. Giờ á hả? Ừ. 20 ngàn đồng bán gì? Ừ. Hồi đó là nhiêu? Đó như vậy cũng phải tầm 40-50 triệu. À. 20 bán gì? 20 ngàn đồng dục để đó gì? À, bán. Bán gì? Đầy thứ là dạng dạng đó là tôi dạng này là đầy hết. À. Đầy gấp hết, bán hết. À. Giờ tôi cũng vô cái tầm cao hơn á. Ừ. Làm cái tầm cao hơn. Cái này cái gì? Hà Tĩnh. Hà Tĩnh hả? Ừ. Hà Tĩnh. Hà Tĩnh. Cái này hình như tiền hồi đó. Như vậy. Rẻ thúi cái thằng rẻ. À. Hà Tĩnh. Hà Tĩnh là ở ngoài Hà Tĩnh vô hả? Không Yên Thủy, không Yên Thủy chứ không phải Hà Tĩnh. À, không Yên Thủy. Không Yên Thủy. Ở đây không có cây nào có bông hả? Chưa có bông. Có chứ rồi mà nó không làm bông. Là bạc. Như cái cây này tiếc nè. Cây này hồi đó mua cái mắt này là nãy nó 200 triệu. 200 triệu. Như ý á. À, như ý. Hồi đó mua cái mắt này 200 triệu. Mà giờ để chết vậy đó. Còn mấy cái này sao không để lên mà để dưới? Tôi đang làm chi á, đang làm chi nếu phát tiết rồi à. Không để phát, để phát cái phòng phấn à. Nói chung bạch tiết tôi bán hôm nó cũng nhiều à. Bạch tiết rồi nè đó hả? Ừ, đó rồi. Bạch tiết rồi. À. Bán cái gì? Còn như bán được thì bán đi. Like. Nhưng mà giờ là không có giá đúng không? Ừ. Giờ không còn không có giá. Ồ, giá. Mất giá đúng không? Ừ. Đó vậy. Này giờ mất giá. Bạch tiết. Mất giá như lại bán không ai mua nữa chứ phải mua chứ, bạch tiết mua. Hả? Mua hả? Mua nhưng mà bao nhiêu tiền thôi chứ mắc quá người ta đâu mua một cái vậy như vậy bán 100-200 ngàn thôi. Ừ. 100-200 ngàn bán làm cái gì? Hồi nó mua tiền từ 100 triệu, chục triệu, tiền tỷ mà giờ bán mấy trăm ngàn hay bán làm gì? Chán bỏ luôn rồi chứ bán gì? Quá trời đó. Còn thuốc men bên đây hả? Ừ, hồi đó đầy nhóc hết luôn. À, thuốc. Dạ. Hồi đó là có giá bắt đầu châm đi lắm, thuốc men dữ dằn. Giờ là mất giá, bỏ, phế. Mọc được mọc, ra bông không ra thôi. Giờ xong lại rồi, từ rồi tôi làm cái gì, châm lại. Ừ. Có giá lên cái nhưng mà có giá cỡ tương lai nó có giá lên chừng khoảng 40-50% hồi xưa. Nói chung là mình bán không được chứ mình bán cho mấy người bán lai á, nó bán được cái chậu nó bán cũng 100 mấy ngàn. Còn lại mấy này để lại mình chơi. Ừ. Hồng Minh Châu đẹp lắm. Ừ. Đó là Hồng Minh Châu á. Ừ. Hồi đó cái như cái vỏ Hồng Minh Châu này là nhiêu tiền hồi xưa giá cao nhất á? Tầm mấy 5-6 tỷ. Cái này á hồi đó là 5-6 tỷ. Ừ. Cái chậu này á. Ừ. Bây giờ bán nhiêu? Bây giờ động cắt. Ừ. Hồi đó 5-6 tỷ thôi, giờ không động cắt thì cho tôi đi tôi xách về luôn. Ừ.